Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Bản tin news số 56 ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin, tin tức vừa mới diễn ra trong những ngày vừa qua. VinFast sẽ ra mắt trực tuyến mẫu xe ô tô điện VinFast VFE 34 vào 10 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021 trên fanpage của hãng. Mặc dù bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam, nhưng hãng xe Việt vẫn có doanh số bán xe tăng tới 51,4% so với tháng 8. Hàng loạt mẫu xe mới và nâng cấp của Kia ra mắt trong tháng 10 được Thaco Trường Hải đồng loạt giới thiệu tới công chúng. Mẫu xe hạng A cỡ nhỏ Toyota Aygo X sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Theo thông tin đến từ hãng xe VinFast, sự kiện ra mắt mẫu xe ô tô điện VinFast VFE 34 sẽ chính thức được ra mắt trực tuyến vào hồi 10 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021 trên fanpage của hãng. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ riêng đối với hãng xe còn rất non trẻ như VinFast, mà còn là của cả ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Việt Nam nói chung. Được biết, vào hồi tháng 3 năm nay, VFE 34 đã chính thức mở bán. Chỉ sau 12 giờ đầu tiên đã ghi nhận tới 3.700 đơn đặt hàng dành cho mẫu xe này. Cách đây không lâu, hãng xe Việt đã tung ra những hình ảnh chi tiết đầu tiên về mẫu xe E34 khiến cộng đồng mạng xôn xao và bàn tán về chiếc xe này. VFE34 có mức giá bán sau khi kết thúc chương trình ưu đãi là 690 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí thuê pin, với mức chi phí khoảng 1 triệu 450.000 đồng một tháng. Để tham gia theo dõi sự kiện lịch sử này, xin mời các bạn tham gia nhóm cộng đồng ô tô điện VinFast Việt Nam của Auto Việt Nam hoặc theo dõi trực tiếp trên fanpage của VinFast, phần link và đường dẫn mình sẽ đặt phía bên dưới phần mô tả bài viết. Bước qua 2 tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ tại một số các tỉnh thành địa phương làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong tháng 9 vừa qua, VinFast vẫn có doanh số bán hàng vô cùng ấn tượng khi tăng tới 51,4% so với tháng 8. Cụ thể, đã có 2.565 xe Fadil, 486 xe Lux A2.0 và 446 xe Lux SA2.0 được VinFast bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 9 năm 2021. Trong số 3 mẫu xe ô tô phổ thông được VinFast bán ra thị trường, Fadil vẫn là mẫu xe được ưa chuộng nhất khi có tháng thứ tư liên tiếp đạt doanh số hơn 2.000 xe. Hai mẫu xe Lux cũng có một tháng kinh doanh thành công khi đều đạt được 400 xe bán ra. Đặc biệt, mẫu xe Lux SA2.0 đã có 446 xe được bàn giao tới tận tay khách hàng trong tháng 9 năm 2021, sau khi khắc phục được tình trạng thiếu hụt linh kiện và chip bán dẫn. Tiếp nối kết quả thành công ấn tượng trong tháng 9, VinFast tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ dành cho dòng xe Lux trong tháng 10 năm 2021, trừ trực tiếp vào giá bán. Riêng mẫu Lux SA2.0 sẽ được ưu đãi thêm 100 triệu đồng cho các phiên bản cao cấp và 80 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao. Ngoài ra, tất cả các khách hàng đặt mua trực tuyến 3 mẫu xe Lux SA, Lux A2.0 và Fadil thông qua website của hãng VinFast sẽ được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm, trị giá lên tới 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe ô tô điện VFE34 đã nhận được 25.000 đơn đặt hàng chỉ sau 3 tháng mở bán. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, VinFast sẽ tổ chức sự kiện ra mắt trực tuyến mẫu xe ô tô điện VinFast VFE34. Lý do để giúp cho VinFast đạt được những con số ấn tượng đến như vậy trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh đến từ các chính sách khuyến mãi và ưu đãi kịp thời dành cho khách hàng đều diễn ra ở thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh. Điều này giúp cho hãng xe Việt chủ động được nguồn cung, lôi kéo khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình trước các đối thủ. Bên cạnh đó, với chất lượng sản phẩm đã được đại bộ phận đa phần người dùng đánh giá tốt, điều này càng khiến cho VinFast càng ngày càng có thiện cảm trong mắt người tiêu dùng. Hy vọng trong những tháng tới, hãng xe Việt sẽ tiếp tục giữ vững phong độ trước các đối thủ đến từ nước ngoài. Đặc biệt, mẫu xe ô tô điện VinFast VFE34 sẽ sớm được bàn giao tới tay các khách hàng tại Việt Nam. Hai mẫu xe điện VFE35 và E36 sẽ ra mắt thành công tại triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show. Tháng 10 năm 2021 chắc chắn là thời điểm đánh dấu những cột mốc lịch sử của Kia Trường Hải tại Việt Nam, khi hãng thông báo sẽ cho ra mắt các dòng xe khác nhau từ những phiên bản nâng cấp tới hoàn toàn mới được chỉnh làn. Trong đó có cả các mẫu xe hybrid thông thường và hybrid cắm sạc,
xe thuần điện, ví dụ như là Sorento hay Kia EV6. Bên cạnh đó không thể không nhắc tên tới mẫu xe SUV cỡ lớn Kia Telluris đang làm mưa làm gió tại thị trường Bắc Mỹ. Kia Sportage thế hệ thứ 5 cũng được dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 năm 2022. Đáng mong chờ nhất là mẫu xe Kia Soulnet cũng đã được ra mắt với tổng cộng là 4 phiên bản, lần lượt từ 499 tới 609 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe MPV Kia Carnival hay còn gọi là Sedona thuộc thế hệ thứ 4 cũng đã được ra mắt cùng thời điểm với tổng cộng là 5 phiên bản, với mức giá khởi điểm từ 1 tỷ 199 triệu đồng tới 1 tỷ 839 triệu đồng, chia thành hai cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ. Thông qua tất cả các dòng xe được ra mắt và dự kiến sẽ có mặt trong năm 2022 đều nằm trong các phân khúc khác nhau. Điều này cho thấy Kia Trường Hải đang nghiêm túc với thị trường Việt Nam khi đưa rất nhiều dòng xe nổi bật đang có mặt của các thị trường nước ngoài của hãng. Như vậy, sau khi bước qua thời kỳ hậu Covid, Kia có thể sẽ là một trong những thế lực rất mạnh đứng ngang hàng với người anh em Hyundai ở tại thị trường Việt Nam, đánh bật các đối thủ đến từ Nhật Bản như Toyota hay là Honda. Toyota Aygo X là mẫu xe crossover phân khúc hạng A tiếp nối thế hệ thứ 2 được ra mắt vào năm 2014. Mẫu xe đô thị này lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường châu Âu vào năm 2005. Đối thủ của nó bao gồm Citroën C1 và Peugeot 107 hay còn gọi là Peugeot 108. Toyota Aygo X được chế tạo trên nền tảng TNGA-B tương tự với Yaris mới và Toyota Yaris Cross. Xe được trang bị động cơ 3 xi lanh dung tích 1.0 lít, sản sinh ra 71 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 93 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số bán tự động. Mặc dù là dòng xe hạng A như Aygo có khá nhiều công nghệ an toàn hiện đại nằm trong gói an toàn Safety Sense, điển hình là các tính năng cảnh báo và ngăn ngừa va chạm sớm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên, chiếc xe này chỉ đang được phục vụ ở tại thị trường châu Âu, chưa có tín hiệu cho thấy Toyota sẽ đưa mẫu xe này về thị trường Việt Nam. Vừa rồi là bản tin news số 56 của Auto Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.